Hello cả nhà ơi, hôm nay nhà em chuẩn bị làm đất lại nè cả nhà để trồng bắp đó cả nhà. Thì mùa đông hết rồi cả nhà ơi, thì cải cũng đã hết và bây giờ mình sẽ làm đất để mình trồng bắp, trồng đậu que, trồng dưa leo nha cả nhà nha. Mọi người theo chân em đi làm đất thôi. Vì cơ bây giờ em đi xới đất nha cả nhà. Trùng quá trời luôn cả nhà ơi. What? Mama, I'm toying with you. Hold on, sir. Thank you. So quick in the bathroom? Yeah. Ooh. Đây cả nhà ơi, ông xã đang cho cái garden lamb vào đất. Mệt quá, mới đào quá chút xíu mệt quá đó. Để cho ông xã đào. Và cái trong cái
cái xe rùa đó đó cả nhà. Ông xã lấy cái phân từ trong trong thùng rác phân hủy á. Nó đi quanh quốm đè. Đó với lại cái gì với lại là phân spade. Yeah. That's four. Where now? There in your back here. Nãy em nói gì quên mất tiêu rồi cả nhà ơi. Thì trong cái xe rùa đó là phân nhà bếp nè, với lại phân nấm. Phân nấm với phân nhà bếp với lại cái gì nữa ta? Với lại phân gà. Tại vì nhà em có nuôi gà cả nhà, thì lấy phân gà đó mình trộn vào, mình bỏ cái phân gà vô phân nhà bếp luôn để cho nó phân hủy luôn á. Đang trộn. I think more under the ground lắm. Mình xả lấy phân nhà bếp trộn vô. Đó. Mình trộn đều lên. Hôm nay nắng rồi cả nhà ơi, mùa này mùa nắng rồi. Nóng muốn cháy da luôn. I think you put it up in there and then you just take mix together. Yeah. Drawing. Oi. What's that? Yeah. Don't, put the paper towel there. They're like plastic. Yeah. Now we must put the compost panel here. I already put the one side. Okay, that's enough. That's enough when you dig up first. Yeah, because it's this one big and that one still baby, so they don't put the knife together. But that is not the point. The point is you have corn to eat, and then a month later you have more corn to eat. Ah. Just put the big ones close together. Bring the mulch, baby.
Huh? Guilty? Yeah. Sau là thành quả 2 tháng trồng bắp của em. Thì bắp của em nó đã lên như vậy rồi nè cả nhà thấy không? Đó. Rất là xanh tươi tốt nha. Năm nào mình cũng trồng bắp ăn hết cả nhà ơi. Nếu mà mình còn chỗ trống nữa thì mình sẽ trồng rất là nhiều bắp. Tại vì là spring á, mùa xuân với mùa hè ở bên đây á là mình chỉ có trồng bắp nè, đậu nè, bí đỏ nè, dưa leo. Đó nên là mình không có đủ nhiều chỗ để cho mình trồng bắp á cả nhà. Thì đây, thành quả bắp của em đây, cái chỗ này đây. Cả nhà thấy những cái lá bắp không? Rất là tươi tốt và xanh. Đó. Mình quay cái góc này cho cả nhà xem nha. Đây, đây là cái góc mà mình đã làm đất và chia sẻ cho cả nhà xem đó. Đó. Ok, thì nếu mà cả nhà nào thích cái kênh YouTube cuộc sống ở Úc của gia đình nhà mình về làm vườn á, thì cả nhà hãy cho mình một like và share và subscribe lại nha. Nếu mà cả nhà nào muốn biết cái cách của mình làm đất như thế nào thì hãy comment ở dưới và xem hết cái video của mình thì các bạn có thể là follow làm theo cái cách của mình. Còn mọi người có cái cách nào hay thì cũng cho mình xem với để cho mình học hỏi thêm. Bye bye cả nhà.